Vâng, Khánh Phương xin chào tất cả quý vị đang theo dõi, và ngày hôm nay Khánh Phương rất là vui khi mà lại có thời gian được trò chuyện cùng tất cả chúng ta, tất cả quý vị. Như mọi người đã biết là cuối năm thì ai cũng rất bận rộn với công việc, gia đình, ai cũng có những kế hoạch riêng cho những ngày cuối năm, và bản thân Khánh Phương cũng vậy. Trong cái thời gian này thì Khánh Phương rất là bận với cái việc đi diễn nè, chạy show nè, thu âm cho những ca khúc mới, đặc biệt là lo chuẩn bị Tết cùng với gia đình của mình nữa. Hay đôi khi Khánh Phương cảm thấy là mình không đủ thời gian để nghỉ ngơi, không đủ thời gian để ăn uống, và đặc biệt là cái giấc ngủ của Khánh Phương cảm thấy như là nó không được sâu và không được ngon lắm. Và có một khoảng thời gian mà khi mà Khánh Phương đi diễn á, thì có cái anh bầu show anh nói là sao dạo này nhìn em xanh xao quá, và có vẻ như là diễn nó không còn sung như những cái đợt trước. Khánh Phương mới nói là vâng, có lẽ là thời gian cuối năm thì em bận quá, cho nên là em không có đủ, giống như là ngủ không đủ giấc và di chuyển nhiều, cho nên cũng cảm thấy là mình ăn uống không được ngon nữa. Và anh đã tư vấn cho Khánh Phương một cái bài thuốc, đây không phải là thuốc mà là một cái dạng thực phẩm chức năng. Khánh Phương cảm thấy rất là tốt, đó là viên tăng cân Hoa Bảo. Vâng, Khánh Phương nhấn mạnh đây không phải là thuốc nha, đây là một cái loại thực phẩm chức năng. Vâng, thì cái lúc đầu anh nói với Phương là em mệt mỏi và em cảm thấy như là mình cũng có bị sụt ký nữa, và cảm thấy như mình bị mất sức đề kháng và không còn cảm thấy có năng lượng nhiều như trước nữa, thì em nên uống cái viên này. Và Khánh Phương đã thử uống trong vòng 2 tuần, và Khánh Phương đã cảm thấy là thực sự là Khánh Phương cảm thấy là nó có bắt đầu có tác dụng. Khánh Phương cảm thấy như là ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn, và đặc biệt là những cái lúc mình chạy show, ví dụ một tối mình chạy 2-3 show thì Khánh Phương cảm thấy như cảm giác như mình bền sức hơn và mình có một cái nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể mình. Đây là một loại thực phẩm chức năng đó, và nó có cái thành phần chính là cao men bi. Bên cạnh đó thì nó có rất là nhiều những cái thành phần cung cấp vitamin cho chúng ta, ví dụ như là vitamin A, C, B1, B6, B2, nói chung là rất là nhiều. Rồi đây, cái loại thực phẩm chức năng này nó theo một cái cơ chế lợi khuẩn 4 trong 1, nó giúp cho chúng ta tiêu hóa tốt. Và đặc biệt là Khánh Phương thấy có một số người, có một số bạn á, ăn rất là nhiều, ngủ cũng rất là tốt, nhưng mà đặc biệt là họ lại bị giảm cân, không thể tăng cân được. Đó là vì sao? Bởi vì cái thức ăn, cái đồ ăn vô trong người họ không không tiêu hóa tốt được, cho nên là họ không không có được những cái thành phần, có những cái chất cần thiết cho cơ thể, mặc dù là họ ăn rất là nhiều. Và có thể là trong thời gian rồi Khánh Phương cũng cũng bị một cái tình trạng giống như vậy, cho nên là Khánh Phương luôn cảm thấy là mình lúc nào cũng bị đói bụng, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng. Và rất là may mắn là Khánh Phương đã tìm được người bạn này, viên tăng cân Hoa Bảo. Nó giúp cho Khánh Phương cảm thấy như là mình cân bằng được cái năng lượng và cân bằng được cái giữa cái sức khỏe của mình và công việc. Mọi người đã, quý vị đã biết là Khánh Phương buổi Tết giống như là những ngày cuối năm thì chạy show gấp đôi gấp ba lần ngày thường, và đặc biệt là lịch quay, rồi quay phim phỏng vấn hoặc là talk show rất là nhiều. Đôi khi Khánh Phương cảm thấy là nếu mà không có cái này thì có lẽ là mình cũng sẽ rất là mệt mỏi. Bây giờ hình như là cũng tới giờ rồi, phải uống thuốc thôi. Khánh Phương hy vọng là bạn nào mà đang cần tăng cân thì và cảm thấy mệt mỏi hoặc là thiếu chất thì có thể tìm đến Hoa Bảo, chúng ta có thể cân bằng được. Và đặc biệt đây là toàn là những cái chất tự nhiên nha, cho nên là rất là tốt cho cơ thể, nó không có tác dụng phụ gì hết. Như quý vị đã biết là thường tất cả thông thường những cái loại mà mình uống vào thì tốt nhất là chúng ta uống sau khi ăn, chứ đừng có để bụng đói ăn nha. Đó, như vậy thì sau khi chúng ta ăn xong, chúng ta uống cái viên này xong thì gần như là tất cả những cái chất mà cần thiết chúng ta ăn vào chúng ta sẽ hấp thụ được, và nó biến thành những cái chất lợi ích cho cơ thể và có thể làm chúng ta mập hơn, chúng ta khỏe khoắn hơn, có năng lượng hơn. Vâng, cảm ơn Hoa Bảo rất là nhiều. Và quý vị biết là cái sản phẩm Hoa Bảo này thì nó cũng đã có giấy phép được cấp chứng nhận về cái an toàn và về chất lượng rồi, cho nên là mọi người có thể yên tâm. Vâng, Khánh Phương hy vọng là quý vị có thể tìm được một cái người bạn tốt để chia sẻ
và giúp cho mình cân bằng hơn trong cuộc sống nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cũng một năm mới sắp đến rồi, Khánh Phương cũng chúc cho tất cả quý vị có thật nhiều năng lượng để thực hiện tất cả những ước mơ, những dự định của mình, và đặc biệt là luôn có thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.